ghi nhận tại thành phố Vĩnh Long, càng cận ngày 20 tháng 11, giá hoa các loại, nhất là hoa hồng thì có giá tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức tiêu thụ trên thị trường thời điểm này chưa nhiều. Hiện hoa hồng đang được bán ra phổ biến với mức giá từ 10.000 đến 15.000 đồng một cành, tùy theo chủng loại, tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Một số tiểu thương nhập qua cho biết giá hoa tươi, nhất là hoa hồng tăng mạnh trong dịp 20 tháng 10 năm nay là do thời tiết bất lợi, việc chăm sóc khó khăn hơn. Chi phí đầu tư cho việc trồng hoa hiện nay đang rất cao, nhất là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiền thuê nhân công lao động, chi phí vận chuyển, vân vân.